Chào mừng tất cả quý khách hàng đến với shop Khánh Ngọc Hàng Thùng. Em kính chúc mọi người ngày mới thật là nhiều niềm vui và sức khỏe ạ. Người theo dõi video của em chưa có đăng ký kênh, vui lòng ấn vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ các video em lên hàng ngày. Ngày hôm nay thì em sẽ lên mã áo vest, toàn bộ là hiệu của Nhật ạ. Các chú mình khoác những em áo vest này để đi làm môi trường công sở này, hoặc mình đi dự tiệc thì rất là sang và lịch sự đấy các chú ơi. Tất cả sản phẩm của em ngày hôm nay thì em sẽ bán đồng giá là 300k một sản phẩm và em sẽ bao ship toàn quốc để gửi tới mọi người ạ. Tất cả các sản phẩm đều được em tuyển chọn rất là kỹ lưỡng, độ mới cao, không hề có lầm lỗi gì đâu ạ. Mọi người nhận hàng, kiểm tra và mặc thử, vừa đẹp ok thì mọi người thanh toán, còn vì một lý do nào đó không ưng ý thì mọi người có thể hoàn lại em và vui lòng thanh toán phí ship quay đầu giúp em là 30.000 ạ. Không để mọi người chờ đợi lâu nữa thì em sẽ đi vào giới thiệu từng sản phẩm. Đầu tiên em nên làm mã A1, vai 44, bụng 48 và dài 71. Vai 44, bụng 48 và dài 71 ạ. Một em áo vest màu xanh lam. Màu xanh lam sáng như các chú nhá. Nó sẽ được phối kẻ sọc đây ạ. Em này thì rất là đẹp, rất là trẻ trung ạ. Toàn bộ em áo vest thì nó sẽ thiết kế cầu vai nhá. Nhưng mà cầu vai của những cái em vest Nhật này thì nó rất là vừa vặn, nó không có dày cộp nhá các chú ơi. Nó độ dày vừa phải, cực kỳ đẹp và đứng form luôn ạ. Kiểu dáng thì nó cũng thiết kế đơn giản thôi ạ. Nó sẽ có hai cúc này và hai túi hai bên. Phần túi thì sẽ có nắp túi nhá. Đây, có nắp túi các chú mình và bỏ nắp túi bên ngoài cũng được, mà mình bỏ vào bên trong này thì cũng cực kỳ đẹp và ok luôn ạ. Đây mọi người thể quan sát cái cổ của em này. Nó rất là đơn giản và đẹp, trẻ trung cực kỳ nhá. Bên trên thì sẽ có một cái túi ngực bên trên đây ạ. Em này thì sẽ là áo vest một lớp nhá, nhưng mà nó cũng khá là dày dặn đấy ạ. Phần lót của nó sẽ thiết kế là lót lụa này, và lót của nó là lót đến nửa lưng thôi nhá. Bên trong thì thường là những em vest này nó sẽ may hai cái túi ngực, hai túi ngực hai bên để các chú mình đựng ví tiền, đựng điện thoại này, rất là ok nhá. Từng đường kim mũi chỉ ở bên trong của nó cũng may rất là chỉnh chu nhá các chú ơi. Thân sau của em này thì nó sẽ được thiết kế xẻ vạt ở giữa nhá. Màu sắc của nó vô cùng đẹp và trẻ trung đấy ạ. Em này thì độ mới cao nhá, mới 90-95% cho em. Vai 44, bụng 48 và dài 71, mã A1, giá là 300.000 và em sẽ bao ship toàn quốc để gửi tới mọi người ạ. Và đây là những cái kiện đầu mùa đông ấy, thì em sẽ bán với cái giá tri ân để gửi tới các anh các chú ạ. Giá chỉ có 300.000 một em áo vest cực kỳ xịn sò. Mã A1, vai 44, bụng 48 và dài 71 ạ. Em lên mã A2. Vai 47, bụng 53 và dài 71. Vai 47, bụng 53 và dài 71. Một em áo vest một lớp màu đen và được phối kẻ sọc nhé các chú nhé. Em này thì cũng rất là trẻ trung này, độ mới cao nhé. Mới 90-95% cho em ạ. Em này cũng là em áo vest một lớp và lót của nó bên trong sẽ là lót lụa này, cực kỳ mềm mại luôn các chú ơi. Lót thì sẽ thiết kế đến nửa lưng thôi nhá. Hai túi hai bên và có hai cúc ạ. Cái phần gấu của nó sẽ thiết kế kiểu gấu tròn này, rất là đẹp, rất là lịch sự luôn ạ. Bên trong thì cũng sẽ có hai túi, túi cực kỳ sâu luôn, các chú mình đựng ví tiền, đựng điện thoại rất là ok này. Thân sau của em này đấy ạ, thân sau của em này thì em sẽ thiết kế là xẻ vạt hai bên này các chú ơi. Độ mới cao nhá. Đây. Màu sắc rất là đẹp, trẻ trung cực kỳ luôn. Phần cánh, phần tay của nó thì sẽ có cúc trang trí nhá. Đó, toàn bộ những cái em vest này thì đó, phần cánh tay thì sẽ thiết kế cúc trang trí, đẹp từng đường kim mũi chỉ các chú ơi. Vai 47, bụng 53 và dài 71, giá 300.000 cho một em áo vest hàng hiệu của Nhật nhé các chú. Độ mới cao, cực kỳ xịn sò và đứng form luôn các chú ơi. Đây ạ. Giá chỉ có 300.000 thôi ạ và em sẽ bao ship toàn quốc để gửi tới mọi người. Em lên mã A3. Vai 46, bụng 50 và dài 72. Vai 46, bụng 50 và dài 72. Một em áo vest đen một lớp nhé các chú nhé. Rất là nhẹ nhàng, đứng form và lịch sự luôn ạ. Em này kiểu dáng nó cũng thiết kế đơn giản thôi ạ. Hai cúc này, có hai túi hai bên. Phần lót của nó cũng là lót lụa nhá, rất là mềm mại luôn. Và nó sẽ thiết kế lót đến nửa lưng. Đây, ở bên trong những cái lớp lót này thì sẽ có những cái đường may
đừng đừng chỉ thêu tay ấy, rất là chỉnh chu và đẹp rồi, được đẹp từng đường kim mũi chỉ nha các chú nhá. Đây ạ, kiểu dáng đơn giản thôi ạ. Thân sau của em này thì nó sẽ xẻ vạt ở giữa này các chú ơi, độ mới cao nhá. Tất cả các em hàng của em ngày hôm nay đều là hàng tuyển chọn, em tuyển chọn cực kỳ kỹ lưỡng rồi ạ. Đây ạ, đường viền bên ngoài cũng sẽ là đường chỉ khâu tay nhá, cực kỳ chỉnh chu tỉ mỉ luôn các chú ơi, độ mới cao. Em này thì các chú mình mặc mùa hè và mùa đông và ở ba miền đều đều mặc rất là phù hợp và ok luôn các chú ơi, rất là sang và lịch sự đúng không ạ. Mã A3, vai 46, bụng 50 và dài 72 ạ. Giá chỉ có 300 ngàn thôi ạ. Mã A4, vai 42, bụng 44 và dài 67. Vai 42, bụng 44 và dài 67 ạ. Một em áo vest màu ghi xám các chú ơi. Kiểu màu sắc của nó thì rất là đẹp và trẻ trung. Tuy nhiên em này thuộc form size nhỏ thôi ạ. Vai 42, bụng 44 và dài 67 nhá. Kiểu dáng nó thiết kế đơn giản thôi. Có hai cúc này, hai bên thì sẽ có hai túi. Phần lót của nó cũng sẽ thiết kế là lót lụa nhá, cực kỳ mềm mại luôn. Lót nó cũng sẽ thiết kế đến nửa lưng các chú ơi. Và hai bên cũng sẽ có hai túi ở phần bên trong đây ạ. Độ mới cao nhá, mới 90-95% cho em. Thân sau của nó thì sẽ thiết kế xẻ vạt ở giữa đây các chú. Màu sắc thì rất là trẻ trung và đẹp rồi ạ. Cái cầu vai của nó cũng không quá dày đâu nhá. Nó rất là nhẹ nhàng, mềm mại và đứng form này các chú này. Phù hợp các chú mình mặc cả mùa hè lẫn mùa đông. Và phù hợp với các chú mình ở cả ba miền đều mặc rất là đẹp và ok luôn. Mã A4, vai 42, bụng 44 và dài 67 nhá. Giá chỉ có 300 ngàn. Đó, mình vừa form size này thì đừng bỏ lỡ. Những em này màu sắc của nó quá là đẹp luôn đấy ạ. Mà giá thì quá là rẻ luôn đúng không ạ? Em lên mã A5, vai 46, bụng 52 và dài 77. Vai 46, bụng 52 và dài 77 ạ. Một em áo vest màu đen và được phối kẽ sọc ạ. Em này thì dành cho chú mình trung tuổi mặc đẹp em này ạ. Kiểu dáng nó cũng thiết kế đơn giản nhé các chú. Có hai cúc này, hai túi hai bên này ạ. Độ mới cao cho em nhé. Mới 90-95% cho em. Kiểu dáng màu sắc rất là đẹp, rất là lịch sự luôn ạ. Bên trong của nó cũng sẽ thiết kế lót lụa này, cực kỳ mềm mại luôn. Em này thì full lót nhá, toàn bộ bên trong sẽ có một lớp lót nữa ạ. Lớp lót bên trong thì sẽ được khâu chỉ tay này, từng đường kim mũi chỉ khâu tay mà nó cũng đẹp và chỉnh chu cực kỳ luôn ạ. Hai bên túi ngực nhá và có khóa kéo đây các chú ơi. Thân sau của em này, thân sau thì nó sẽ xẻ vạt hai bên nhá. Đây, xẻ vạt hai bên. Độ mới cao. Em này mặc lên thì rất là sang và lịch sự rồi ạ. Mã A5, vai 46, bụng 52 và dài 77 nhá. Đây, toàn bộ những cái em vest Nhật này, nó thiết kế cầu vai, đều có cầu vai nhưng mà nó rất là nhẹ nhàng nhá. Nó không dày cộp và cứng lên đâu các chú ạ. Mã A5 giá 300 ngàn thôi các chú này. Vai 46, bụng 52 và dài 77 ạ. Mã A6, vai 46, bụng 50 và dài 73. Vai 46, bụng 50 và dài 73. Một em áo vest với tông màu xanh lam các chú ạ. Em này mặc lên thì cũng rất là sang và lịch sự luôn ạ. Kiểu dáng cũng đơn giản thôi ạ. Có hai cúc này, hai túi hai bên các chú ơi. Đây, toàn bộ cái đường viền ở cổ thì sẽ được thêu tay nhé các chú nhé. Từng đường kim mũi chỉ đều tăm tắp luôn ạ. Rất là tỉ mỉ và công phu này. Bên trong của em này thì sẽ có lót lụa và lót sẽ thiết kế đến nửa lưng thôi nhá. Đây, phần bên trong cũng sẽ được khâu tay này, từng đường kim mũi chỉ quá là đẹp và chỉnh chu. Có hai túi ngực hai bên nhé các chú nhé, túi ngực ở bên trong. Thân sau của em này thì sẽ có thiết kế xẻ vạt hai bên đấy ạ. Độ mới cao cho em nhé, độ mới cao. Cầu vai của nó cũng rất là nhẹ nhàng, đứng form và lịch sự đây các chú này. Quá là đẹp và chỉnh chu luôn ạ. Đó, các chú mình vừa với form size này thì đừng bỏ lỡ những cái em vest hàng hiệu của Nhật của em ngày hôm nay nhé. Vai 46, bụng 50 và dài 73. Giá chỉ có 300 ngàn thôi các chú ạ. A7, vai 46, bụng 53 và dài 75. Vai 46, bụng 53 và dài 75.
một em áo vest màu xanh đen và được phối kẻ sọc nhé. Em này thì rất là đẹp này. Em này mặc lên thì cực kỳ đẹp và trẻ trung luôn các chú ơi. Đấy, có hai cúc này, hai túi hai bên các chú ơi. Bên em này thì cũng sẽ là áo vest một lớp nhé. Nhưng mà cái độ dày của nó cũng tương đối đấy. Dày vừa phải, mình có thể mặc mùa hè và mùa đông cũng đều ok nhé. Nót lụa bên trong đến nửa lưng các chú ạ. Hai túi ở bên trong nhé, hai túi ngực bên trong này. Túi sẽ có cúc cài để các chú mình đựng tiền, đựng ví tiền, đựng điện thoại. Rất là đảm bảo luôn. Thân sau của em này thì sẽ vạt ở giữa này. Mã A7, vai 46, bụng 53 và dài 75. Mã A7, vai 46, bụng 53 và dài 75. Đấy, em này mặc lên thì quá là sang, quá là lịch sự và trẻ trung đúng không ạ? Độ mới cao nhá, mới 95-97% cho em ạ. Không hề có một cái vết bẩn, có một cái chảy xước gì đâu các chú ơi. Em tuyển chọn rất là kỹ lưỡng rồi ạ. Giá chỉ có 300 ngàn thôi. Em lên mã A8. Vai 43, bụng 47 và dài 67. Vai 43, bụng 47 và dài 67 ạ. Một em áo vest với tông màu xanh lam các chú nhé. Kiểu dáng cũng đơn giản thôi các chú này. Đó, hai cúc này. Cái vạt của nó sẽ thiết kế vạt lượn tròn này. Rất là đẹp luôn ạ. Thân sau của em này thì sẽ vạt ở giữa nhé. Độ mới cao luôn. Độ mới cao lắm. Đây. Lót của em này thì cũng sẽ thiết kế đến nửa lưng. Để toàn bộ là lót lụa này. Cực kỳ mềm mại các chú mình mặc luôn ạ. Có hai túi ngực ở bên trong. Túi cực kỳ sâu luôn ạ. Các chú mình tha hồ mà đựng đồ yên tâm nhé. Độ mới cao. Màu sắc này thì cũng rất là đẹp. Rất là trẻ trung này. Mã A8, vai 43, bụng 47 và dài 67 các chú ơi. Giá chỉ có 300 ngàn một em, hàng hiệu của Nhật này. Em lên mã A9, vai 42, bụng 44 và dài 71. Vai 42, bụng 44 và dài 71. Một em áo vest màu đen và được phối kẻ sọc các chú ơi. Em này thì chất của nó sẽ là chất kaki nhá. Chất kaki rất là mềm mại. Em này thì form dáng slim fit dành cho các chú mình kiểu người phóc dáng body ấy, mặc em này quá là đẹp và trẻ trung. Em này thì sẽ thiết kế là một lớp nha anh chú nhá. Không có đệm cầu vai ạ, không thiết kế đệm cầu vai. Bên trong của nó sẽ thiết kế lót lửng thôi các chú này. Đó, nó toàn bộ là áo một lớp thôi ạ. Phong cách rất là đẹp, trẻ trung, có hai cúc nhá và hai túi hai bên. Thân sau của em này thì sẽ vạt ở giữa này. Đó, em này thì phù hợp các chú mình mặc quanh năm luôn. Các chú mình ở trong Nam thì cũng mặc quanh năm, rất là ok luôn. Mặc em này thì cực kỳ trẻ trung rồi ạ. Vai 42, bụng 44 và dài 71 nhé. Giá là 300 ngàn cho một em áo vest chất kaki này. Chất cực kỳ xịn sò, mềm mại, độ mới cao nhé các chú. Mình cứ nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em ạ. Em lên mã A10. Vai 47, bụng 53 và dài 75. Vai 47, bụng 53 và dài 75. Một em áo vest với cái tông màu ghi nhá các chú nhá. Đây và nó được phối kẻ sọc đấy ạ. Em này thì dành cho chú mình trung niên, mặc rất là đẹp luôn. Kiểu dáng cũng đơn giản thôi ạ. Có hai cúc này, cúc nó sẽ thiết kế khá là cao này, hai túi hai bên ạ. Toàn bộ cái đường viền cổ và túi sẽ được thêu tay nhé các chú nhé. Rất là đẹp, rất là tỉ mỉ luôn. Từng đường kim mũi chỉ rất là đều và chỉnh chu. Em này thì bên trong của nó cũng sẽ thiết kế lót lụa này. Và full lót luôn. Toàn bộ nó sẽ có một lớp lót lụa ở bên trong. Bên trong thì cũng sẽ có hai túi ngực này. Có cúc cài các chú ạ. Để tắc mác được may ở bên trong đây ạ. Lót của nó là lót lụa cực kỳ mềm mại luôn các chú nhé. Cầu vai của nó cũng rất là nhẹ nhàng đây, rất là nhẹ nhàng đứng form. Nó là lót áo hai lớp nhưng mà nó rất là nhẹ nhàng nhé. Mình mặc mùa hè, mùa thu, mùa đông cũng đều ok. Vai 47, bụng 53 và dài 75. Thân sau của em này thì cũng sẽ xẻ vạt hai bên nhé các chú. Vai 47, bụng 53 và dài 75 ạ. Em lên mã A11. Vai 45, bụng 49 và dài 69. Vai 45, bụng 49 và dài 69. Một em áo vest
với cái tông màu ghi xám nhá các chú nhá. Em này thì sẽ là em áo vest một lớp rất là nhẹ nhàng. Đó, rất là nhẹ nhàng để các chú mình khoác vào mùa này và mùa hè này cũng rất là ok và phù hợp luôn các chú ơi. Đây kiểu dáng nó cũng thiết kế đơn giản, có hai cúc này, hai túi hai bên. Đây ạ. Cái vạt của nó sẽ thiết kế cái vạt tròn này, rất là đẹp, rất là trẻ trung luôn ạ. Thân sau của nó thì sẽ là xẻ vạt ở giữa các chú nhá. Nó sẽ là áo một lớp thôi, rất là nhẹ nhàng, màu sắc của nó cũng phù hợp với nhiều lứa tuổi này. Đó, các chú mình mặc với em này thì rất là dễ phối đồ nhá. Mình phối với lại quần tây hoặc là quần jean, quần kaki đều rất là phù hợp luôn các chú ạ. Bên trong của em này thì sẽ không có lớp lót đâu ạ. Hiệu của nhà Uniqlo này. Bên trong thì sẽ không có lớp lót, em này thì là áo một lớp thôi ạ. Cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Vai 45, bụng 49 và dài 69 nhá. Giá là 300 ngàn, quá là rẻ và đẹp đúng không ạ? Em lên mã A12. Vai 45, bụng 53 và dài 71. Vai 45, bụng 53 và dài 71 ạ. Một em áo vest với tông nền màu vàng và được phối kẻ ô nhá các chú nhá. Màu này thì các chú mình mặc lên thì cũng rất là trẻ trung, rất là tôn da đấy các chú ạ. Độ mới cao nhá. Tất cả các sản phẩm này đều mới trên 90%. Em tuyển chọn rất là kỹ lưỡng rồi các chú ơi. Có hai cúc này, hai túi hai bên. Em này thì phần túi của nó sẽ không có nắp túi, mà túi nó sẽ thiết kế giống kiểu như túi nội này. Là đẹp, rất là trẻ trung ạ. Bên trong của nó thì cái lớp lót, phần lót của nó cũng rất là mềm mại và nó sẽ thiết kế đến nửa lưng. Và bình thường là những cái em này ấy, lót của nó sẽ thiết kế nửa lưng, nhưng mà thân trước và cánh tay của nó cũng sẽ có lót nhá các chú nhá. Đấy. Và phần thân trước và phần cánh tay cũng sẽ đều có một lớp lót mỏng là lót lụa, rất là mềm mại luôn ạ. Đây, cầu vai của nó này. Rất là nhẹ nhàng, mềm mại, các chú mình mặc cực kỳ thoải mái và dễ chịu luôn ạ. Thân sau của nó cũng sẽ xẻ vạt ở giữa đây các chú. Màu sắc của nó rất là đẹp, rất là trẻ trung đúng không ạ? Độ mới đều trên 90% cho em nhé. Đó, mọi người cứ nghe rõ cái thông số và lựa chọn cho mình những cái màu sắc phù hợp. Mã A12, vai 45, bụng 53 và dài 71. Mã A13, vai 46, bụng 52 và dài 72. Vai 46, bụng 52 và dài 72 ạ. Một em áo vest màu ghi các chú nhá. Em này màu ghi và được sẽ có phối kẻ ô này các chú này. Kẻ ô sắc màu đỏ và màu màu xanh nhá. Nhưng mà nó sẽ là cái kẻ ô chìm thôi ạ. Nó là tông màu sáng màu thì mặc thì rất là trẻ trung luôn các chú ạ. Mặc rất là tôn da và trẻ trung nhá. Em này cũng sẽ là em áo vest một lớp. Còn em áo vest một lớp có thiết kế hai cúc này, hai túi hai bên. Vạt cũng sẽ thiết kế vạt lượn vo tròn đây ạ. Bên trong sẽ là cái phần lót của nó cũng sẽ thiết kế đến nửa lưng thôi các chú ơi. Có hai túi hai bên này. Thân sau của em này thì sẽ xẻ vạt ở giữa nhá. Toàn bộ các hàng của em ngày hôm nay đều độ mới đều trên 90% nhé. Em tuyển chọn rất là kỹ lưỡng rồi ạ. Kiểu dáng nó đơn giản thôi. Màu này sáng mặc lên thì cũng rất là tôn da, sáng da và trẻ trung nhá. Mình có nhiều những em vest tối màu rồi thì mình chọn thêm một em màu sáng này nữa để mặc thay đổi, mình mặc đi làm công sở ấy, mình thay đổi rất là lịch sự và sang luôn đấy ạ. Mã A13, vai 46, bụng 52 và dài 72 ạ. Giá 300 ngàn, quá là rẻ luôn đấy các chú. Cái cầu vai của nó rất là mềm mại nhá, rất là mềm mại, nhẹ nhàng. Nó đứng form nhưng mà nó không quá nặng nề, nó không quá thô kệch ấy các chú. Mã A14, vai 42, bụng 46 và dài 72. Vai 42, bụng 46 và dài 72 ạ. Một em áo vest với tông màu xanh đen các chú nhá. Tông màu xanh đen. Kiểu dáng nó cũng thiết kế đơn giản này. Cái màu này thì phù hợp với nhiều lứa tuổi ạ. Có hai cúc và hai túi hai bên các chú ơi. Em này thì toàn bộ cái đường viền ở cổ này, đường viền ở cổ và phần nắp túi thì sẽ là khâu tay nhá. Thì từng đường kim mũi chỉ đều tăm tắp, chỉnh chu và công phu tỉ mỉ cực kỳ luôn ạ. Bên trong sẽ có lớp lót lụa thì cực kỳ mềm mại. Em này thì bên trong sẽ full lót nhá. Toàn bộ sẽ có một lớp lót bên trong nữa ạ. Đó. Có thiết kế hai túi ngực bên trong này, phần túi sẽ có cúc cài đây các chú ơi.
Cầu vai của nó cũng rất là nhẹ nhàng nhá, rất là nhẹ nhàng nhưng mà vẫn đứng form cực kỳ luôn. Thân sau của nó sẽ xẻ vạt ở đằng sau, xẻ vạt ở giữa nhá. Độ mới đều cao cho em nhá. Màu này thì phù hợp với nhiều lứa tuổi rồi ạ. Đó, các chú mình à, mặc đi dự tiệc này hoặc mặc đi làm môi trường công sở cực kỳ lịch sự và sang luôn ạ. Mã A14, vai 42, bụng 46 và dài 72. Giá chỉ có 300 ngàn và em sẽ bao ship toàn quốc để gửi tới mọi người ạ. Tiếp theo lên mã A15. Vai 48, bụng 52 và dài 79. Vai 48, bụng 52 và dài 79 ạ. Một em áo vest màu đen các chú ạ. Em này là toàn bộ là màu đen này. Đây, kiểu dáng nó cũng thiết kế đơn giản thôi nhá. Rất là đứng form, chỉnh chu và đẹp. Lót ở bên trong thì cũng sẽ thiết kế đến nửa lưng thôi các chú ạ. Nót nửa lưng thôi ạ. Nhưng mà ở phần trước ngực và phần cánh tay thì cũng sẽ có lót nhá. Sẽ có, vẫn có đệm lót như các chú nhá. Đây. Túi ở bên trong cực kỳ sâu này. Tag mark thì sẽ được may ở bên trong này đây các chú. Có hai bên túi và nó sẽ có thêm một cái túi phụ dưới này nữa ạ. Độ mới cao cho em nhé. Có hai cúc thiết kế khá là cao này. Đây cái phần gấu của nó cũng sẽ thiết kế kiểu vo tròn này đây ạ. Rất là đẹp, rất là lịch sự luôn. Thân sau của em này thì sẽ là xẻ vạt hai bên. Rất là nhẹ nhàng. Đó, cái chú mình có thể mặc quanh năm suốt tháng luôn cũng được ạ. Rất là lịch sự luôn ạ. Mã A15, vai 48, bụng 52 và dài 79 ạ. Em này thuộc form size khá là to, khá là rộng rãi đấy các chú ạ. Vai 48, bụng 52 và dài 79 nhá. Màu đen nguyên, rất là sang và lịch sự luôn ạ. Giá chỉ có 300 ngàn. Tiếp theo lên mã A16, vai 49, bụng 53 và dài 75. Vai 49, bụng 53 và dài 75. Em này cũng thuộc form size to. Các chú mình trên 70 cân ấy thì cũng mặc vừa đẹp nhá. Màu của nó sẽ là màu ghi xám lông chuột. Tông màu ghi xám lông chuột, nằm em áo vest nhẹ nhàng một lớp các chú ơi. Em áo vest một lớp nhá. Đây, kiểu dáng nó cũng đơn giản thôi, có hai cúc này, hai túi hai bên nhá. Toàn bộ đường viền cúc cũng sẽ được thêu tay này các chú. Lót bên trong thì sẽ là lót đến nửa lưng nhá. Thiết kế là lót nửa lưng. Thân sau của em này thì sẽ là sẽ đâu nhỉ? Em này bên sau của nó thì sẽ không có xẻ vạt luôn đấy các chú. Không có xẻ vạt đâu nhá. Em này thì sẽ là em áo vest một lớp nhá. Rất là nhẹ nhàng, đứng form và lịch sự đúng không ạ? Em này thuộc form size to. Đó. Màu sắc thì rất là đẹp này. Nó không phải là tông màu đen xì mà nó sẽ là màu ghi nhá, màu ghi xám. Mã A16, vai 49, bụng 53 và dài 75 ạ. Tiếp theo em nên là mã A17. Vai 51, bụng 59 và dài 75. Vai 51, bụng 59 và dài 75. Một em áo vest với tông nền màu xanh lam và được phối kẻ ô này các chú này. Em này thì sẽ được phối kẻ ô. Form size cũng khá là to đấy nhá. Vai 51, bụng 59 và dài 75. Độ mới cao nhá, không khác gì một em vest mới. Form dáng cực kỳ đẹp, lịch sự. Đây ạ, nó sẽ có thiết kế ba cúc nhá các chú nhá. Hai túi hai bên này. Em xem phần lót ở bên trong. Em này thì cũng sẽ là full lót lụa bên trong. Toàn bộ sẽ có lớp lót ở bên trong đây các chú. Độ mới cao nhá, độ mới cao. Đây, cái màu sắc của nó rất là sang và lịch sự luôn ạ. Thân sau của em này thì nó sẽ có xẻ vạt ở giữa. Đây. Nó đường kim mũi chỉ của nó may cực kỳ tỉ mỉ chỉnh chu. Những em hàng hiệu nó thiết kế rất là chỉnh chu lên cái chú ơi. Đây ạ. Mã A17, vai 51, bụng 59 và dài 75, giá 300 ngàn. Quá là rẻ luôn cái chú này. Đây, hai cái cầu vai của nó cũng rất là mềm mại nhưng mà vẫn đứng form và lịch sự nha các chú nhá. Giá chỉ có 300 ngàn. Em lên mã A18. Vai 47, bụng 52 và dài 70. Vai 47, bụng 52 và dài 70. Một em áo vest với tông màu đen ghi các chú ạ.
màu ghi đen đấy, chứ nó không phải là màu đen nguyên nhá. Kiểu dáng nó cũng thiết kế đơn giản thôi, rất là đứng form và lịch sự đúng không ạ? Đây, có hai cúc này, hai túi hai bên. Đây, cái phần vạt của nó cũng rất là đẹp đây các chú này. Đó. Thân sau của em này thì sẽ xẻ vạt hai bên đây ạ. Nó sẽ là áo một lớp nhé các chú nhé. Rất là nhẹ nhàng. Bên trong cái lót lụa của nó cũng sẽ thiết kế đến nửa lưng thôi ạ. Sẽ thiết kế nửa lưng và cũng sẽ có hai túi ở bên trong này. Màu sắc rất là đẹp, rất là trẻ trung luôn các chú. Độ mới cao nhé, độ mới cao cho em ạ. Mọi người cứ nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Mã A18, vai 47, bụng 52 và dài 70. Giá chỉ có 300 ngàn. Đây. Độ mới cao, đây màu sắc quá là đẹp, lịch sự và trẻ trung đúng không ạ? Em lên mã A19, vai 47, bụng 49 và dài 73. Vai 47, bụng 49 và dài 73. Một em áo vest với tông màu ghi. Rất là đẹp đây các chú ơi. Đấy, những em vest này thì nó may kiểu cách cũng giống nhau thôi các chú ạ. Nó sẽ thiết kế hai cúc này và hai túi hai bên. Em này thì sẽ là áo vest một lớp nhá, nhưng mà độ dày vừa phải, nó cũng không quá dày mà cũng không quá mỏng ấy. Các chú mình có thể mặc quanh năm suốt tháng đều rất là ok nhá. Lớp lót bên trong thì sẽ thiết kế đến nửa lưng thôi ạ. Phần lưng thì sẽ thiết kế đến nửa lưng, còn ở phần trước ngực và phần cánh tay thì cũng vẫn sẽ có lớp lót nhá. Hai túi hai bên, tag mark sẽ được may ở phần trong đây ạ. Màu sắc quá là đẹp và sang rồi ạ, độ mới cao nhá. Thân sau của em này thì sẽ xẻ ở giữa đây các chú này. Đây mọi người có thể quan sát cái màu sắc tông màu của nó. Quá là đẹp và sang đúng không ạ? Các chú mình có nhiều những cái em vest đen rồi thì mình thêm lựa chọn thêm một cái em màu sáng màu này nữa để thay đổi. Mặc rất là đẹp, lịch sự mà giá thì quá là rẻ luôn rồi ạ. Mã A19, vai 47, bụng 49 và dài 73 nhá. Rất là đứng form và lịch sự luôn các chú ơi. Đây. Tiếp theo em lên mã A20. Vai 46, bụng 50 và dài 72. Vai 46, bụng 50 và dài 72. Một em áo vest màu xanh lam và được phối kẻ sọc này. Ôi em này đẹp lắm luôn đấy. Em này cái vải của nó đẹp lắm này các chú này. Em này cũng sẽ là em áo vest một lớp nhá. Em áo vest một lớp thôi ạ. Độ dày vừa phải. Cái vải này đẹp lắm luôn, trẻ trung và sang cực kỳ. Nó cũng sẽ thiết kế hai cúc này, hai túi hai bên. Đây các chú mình để nắp túi ở bên ngoài cũng được mà mình bỏ vào trong cũng được nhá. Mình có thể mặc được hai kiểu. Bên trong của nó sẽ là lớp lót lụa và sẽ được may đến nửa lưng thôi ạ. Hai túi ở hai bên này các chú này. Túi cực kỳ sâu luôn ạ. Thân sau của em này đây, thân sau của nó thì sẽ xẻ vạt ở giữa nhá. Đó, cái em này cái vải của nó, màu sắc của nó quá là đẹp luôn các chú ạ. Cái chúng mình mặc lên thì rất là trẻ trung và sang. Rất là sang, lịch sự và đẹp trai luôn các chú. Mã A10, A20, vai 46, bụng 50 và dài 72 nhá. Giá chỉ có 300 ngàn thôi. Quá là rẻ và đẹp luôn rồi ạ. Mình vừa với form size này thì đừng bỏ lỡ em này nhá. Màu sắc của em này cực kỳ đẹp đấy ạ. Em lên mã A21. Vai 48, bụng 50 và dài 74. Vai 48, bụng 50 và dài 74. Một em áo vest màu ghi sáng đấy chú ạ. Em này cũng sẽ là em áo vest một lớp này. Mình có thể mặc quanh năm suốt tháng luôn. Cái chú mình ở trong Nam thì mặc những cái em vest một lớp này thì cũng rất là ok ạ. Cầu vai của em này đây, rất là đứng form, lịch sự cực kỳ. Nó cũng sẽ thiết kế đơn giản nhé. Độ mới cao lắm các chú ạ. Hai cúc này, hai túi hai bên. Em này thì lót của nó cũng sẽ thiết kế đến nửa lưng thôi các chú ạ. Nó thiết kế đến nửa lưng nhá. Độ mới cao. Thân sau của em này, thân sau của em này cũng không có xẻ đâu ạ. Không thiết kế xẻ nhá. Rất là mềm mại, nhẹ nhàng. Màu sắc thì cực kỳ trẻ trung rồi ạ. Đây mọi người thể quan sát này. Dáng áo, form áo cực kỳ chuẩn. Rất là đẹp, chỉnh chu. Mã A21, vai 48, bụng 50 và dài 74 nhé. Em lên mã A22.
Mã A22, vai 47, bụng 50 và dài 72. Vai 47, bụng 50 và dài 72. Một em áo vest với tông màu xanh ghi ạ các chú ạ. Tông màu xanh ghi. Em này bên trong nó sẽ là một lớp lưới nhá các chú nhá. Bên trong toàn bộ sẽ là một lớp lưới này. Rất là nhẹ nhàng và đẹp luôn ạ. Kiểu dáng thì nó cũng đơn giản thôi nhá. Có hai cúc và hai túi hai bên. Thân sau nó sẽ xẻ vạt ở giữa đây các chú. Nó cũng rất là nhẹ nhàng nhá. Cầu vai này cực kỳ nhẹ nhàng mềm mại luôn ạ. Nhưng em này có một lớp lưới bên trong, nó cũng là cái lớp lưới nhẹ nhàng á, mềm mát các chú ạ. Mã A22, vai 47, bụng 50 và dài 72 nhá. Giá 300 ngàn ạ. Em lên mã A23, vai 49, bụng 57 và dài 78. Vai 49, bụng 57 và dài 78. Một em áo vest với tông màu màu ghi và được phối kẻ ô nhé các chú nhé. Em này cũng rất là sang và lịch sự đây ạ. Cũng là em áo một lớp à, bên trong nó sẽ full lớp lót nghe chú ạ. Bên trong toàn bộ sẽ có một lớp lót nữa. Lớp của nó sẽ rất là mềm mại luôn. Form size to nhé các chú. Kiểu dáng cũng đơn giản này. Có hai cúc, hai túi hai bên nhé. Thân sau của em này thì sẽ là xẻ vạt hai bên. Độ mới cao nhá, để màu sắc của nó rất là đẹp luôn ạ. Nó phối kẻ ô như này thì các chú mình mặc lên cực kỳ trẻ trung đấy các chú ơi. Độ mới cao nhá. Toàn bộ cái đường viền cũng sẽ được thiết kế khâu tay này, cực kỳ tỉ mỉ chỉnh chu luôn ạ. Độ mới 95 97% cho em. Em này cũng thuộc form size to. Các chú mình phải trên 70 cân thì mặc đẹp ạ. Vai 49, bụng 57 và dài 78 nhá. Và những cái em vest này thì các chú mình đều mặc được cả mùa hè lẫn mùa đông. Nó nhẹ nhàng thôi ạ, nó không quá dày cộp và nặng nề đâu các chú ạ. Và mùa hè, mùa thu mình khoác đi cũng rất là ok nhá. Và các chú mình ở trong Nam cũng đều mặc được quanh năm suốt tháng luôn ạ. Mã A23, vai 49, bụng 57 và dài 78, giá 300 ngàn. Tông màu này quá là sang và trẻ trung lịch sự rồi các chú ạ. Em lên mã A24. Vai 49, bụng 53 và dài 75. Vai 49, bụng 53 và dài 75. Một em áo vest với tông màu sáng và được phối kẻ ô nhé các chú. Em này cũng sẽ là em áo vest một lớp. Màu sắc rất là đẹp, rất là trẻ trung. Bên trong của nó, lớp lót của nó cũng sẽ thiết kế đến nửa lưng thôi ạ. Em này thì sẽ thiết kế một cúc và có hai túi hai bên này. Bên trong của nó sẽ có một túi thôi nhá. Bên bên này thì sẽ có một túi thôi các chú ơi. Tag mác của những cái em này thì sẽ được may ở bên phần bên trong này đây ạ. Toàn bộ là hàng của Nhật ạ. Thân sau của em này thì sẽ không có xẻ vạt đâu các chú ơi. Mã A24, vai 49, bụng 53 và dài 75. Giá 300 ngàn. Và màu tông màu sáng phối kẻ ô này. Rất là đẹp, rất là trẻ trung đây các chú ạ. Form size to nhá. Dành cho các chú mình cũng phải 70 cân, trên 70 cân ấy, thì mới mặc vừa em này. Dành cho các chú mình thuộc form size to, vóc dáng to cao ấy. Đây, mặc em này cũng quá là đẹp và trẻ trung rồi ạ. Em lên mã A25. Vai 46, bụng 51 và dài 73. Vai 46, bụng 51 và dài 73. Một em áo vest màu xanh lam các chú ơi. Màu này thì cũng rất là sang, lịch sự. Em này cũng sẽ là em áo một lớp nhé, em áo một lớp, lót của nó sẽ là lót đến nửa lưng thôi các chú ạ, độ mới cao nhé. Em mọi người quan sát này, rất là chỉnh chu, form dáng rất là đứng form, cầu vai của nó cũng nhẹ nhàng thôi, màu sắc này thì quá là sang và lịch sự rồi. Thân sau của nó sẽ xẻ vạt ở giữa đây ạ, nó sẽ xẻ ở giữa, độ mới cao cho em nhé, độ mới cao 90-95%. Và mọi người cứ nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em ạ. Em này mặc lên thì cũng quá là trẻ trung, sang và lịch sự rồi ạ. Mã cuối cùng mã A25, vai 46, bụng 51 và dài 73. Mã cuối cùng của em ngày hôm nay rồi.
Hôm nay thì em có lên tổng là hơn 23 áo vest, toàn bộ là hiệu của Nhật để gửi tới các chú ạ. Người theo dõi video có yêu thích sản phẩm nào thì liên hệ cho bên em vào số hotline trên màn hình hoặc nhắn tin vào số Zalo 0948 241055 để được tư vấn và gửi đơn cho mọi người ạ. Em cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em. Em kính chúc mọi người ngày mới thật là nhiều niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại.